Theo bà Malia, quân đội Nga đã tiến hành một cuộc tấn công gần Kupiansk trong những tuần gần đây, với các cuộc pháo kích nhắm về hướng thành phố và các khu vực xung quanh. Tại Bakhmut, quân đội Ukraine đã chiếm được những vị trí quan trọng ở sườn phía Bắc, trong khi các lực lượng Nga đang cố gắng đánh bật Ukraine ra khỏi vị trí ở phía đông thành phố. Ở mặt trận phía Nam, bà Malia cho biết lực lượng Ukraine tiếp tục tấn công Melitopol và Berdyansk ở khu vực Zaporizhia. Tuy nhiên, Nga triển khai phòng ngự rất mạnh với các đơn vị chuyên nghiệp, lính dù và thiết bị quân sự, khiến Ukraine không thể có hành động vội vàng.